Thưa bác sĩ thì đấy là cái bệnh lý về trầm cảm thì cũng có thể tác động đến cái căn bệnh mất ngủ. Vậy thì bác sĩ có thể cho quý thính giả được biết là ngoài ra thì còn những cái bệnh lý nào khác hay những căn bệnh nào khác có thể dẫn tới cái triệu chứng mất ngủ không ạ? À, nói đến nguyên nhân mất ngủ đấy. Vâng. Nguyên nhân mất ngủ thì ở trên chúng tôi có trình bày thế này, bây giờ ta lại nói lại. Vâng. Một, tức là có bệnh ở trong cơ thể thì đều có dẫn tới mất ngủ được. Tôi lấy thí dụ như là ông hen phế quản chẳng hạn, thế là ban đêm hay 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 khó thở. Có bệnh về mũi xoang, nó cứ nghẹt mũi lại không thở được, thế là tóm lại là có bệnh. Vâng. Thế có bệnh tim mạch, nhịp tim hồi hộp, dễ xúc động, dễ ấy, thế thì cái này cũng ấy. Thế cái tiểu đường nó làm cho tê bì chân tay cũng không ngủ được. Thế là thứ nhất là có bệnh ở trong nội thương. Nhưng mà cái thứ hai mà rất quan trọng, tức là bị stress. Bị stress là gì? Stress là một cái phản ứng tự vệ trước các cái mối đe dọa và cơ thể phải chống đỡ lại hoặc là chạy trốn. Thế bây giờ nếu mà chống đỡ lại thì trong quá trình chống đỡ anh thấy là cơ thể nó tiết ra adrenaline, noradrenaline rồi cortisol. Thế thì đầu tiên anh thấy những cái người bị stress ấy, thí dụ như bực tức quá thì cơ run hết cả lên, phải không ạ? Mặt mày đỏ rực lên và nổi gai ốc lên, vân vân và vân vân. Thế nếu như mà sau đó mà các cái chất này nó hết đi được, nó giảm đi và cortisol nó tăng lên thì nó điều hòa lại được và cái stress nó qua, thế là lần sau anh vững vàng. Nhưng mà đằng này nếu không qua được cái này thì nó trở thành cái nỗi ám ảnh và nó trở thành bệnh lý, nó tổn thương tim mạch, tổn thương các cái cơ quan kia. Đấy là gọi là stress anh ạ. Thế thì cái yếu tố stress này nó làm cho cản trở việc tiết ra cái hormone là melatonin. Cái melatonin này không có thì không đi vào giấc ngủ được. Đấy là cái nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân stress. Thế còn các cái nguyên nhân mà do ăn uống sinh hoạt rồi do cái điều kiện thời tiết khí hậu thì anh biết rằng những hôm nóng quá mà những nhà nghèo mà có ngủ được đâu của anh. Lạnh quá cũng không ngủ được, nóng quá cũng không ngủ được. Anh ạ, ầm ĩ quá cũng không ngủ được. Bụi bẩn quá cũng không ngủ được. Anh tưởng tượng bây giờ lăn vào cái chỗ mà đầy bụi rác này kia, anh ngủ làm sao được. Mùi ô nhiễm này kia. Thế thì rất nhiều cái yếu tố, rất nhiều nguyên nhân. Thế cho nên là làm thế nào mà giải quyết được các cái nguyên nhân này cực khó đấy, chứ không phải là dễ đâu anh ạ. Và xin được cảm ơn bác sĩ chuyên gia Dương Trọng Hiếu vì phần tư vấn rất hữu ích vừa rồi.